Xin chào mọi người. Thì bây giờ Quỳnh sẽ bật mí cho mọi người một đoạn demo một ca khúc mà Quỳnh sáng tác sẽ được phát hành vào tháng 1 này. Và đây là khúc đầu tiên của Quỳnh sáng tác, thì hy vọng rằng khi phát hành thì mọi người sẽ ủng hộ bài hát này nhé. Mọi người nghe nhé. Lại gần anh đi người ơi, để anh cảm nhận được vòng tay em. Nguyện yêu em suốt cuộc đời này, yêu em yêu mãi không rời. Hey. Tình mình sẽ không nhạt phai, vì một trong ai sẽ không ai sai. Luôn cho nhau những tiếng cười và luôn bên nhau mỗi khi buồn. Đấy thì ok, hy vọng rằng khi phát hành bài hát này mọi người sẽ ủng hộ Quỳnh nhá. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Xin chào mọi người. Thì bây giờ Quỳnh sẽ bật mí cho mọi người một đoạn demo một ca khúc mà Quỳnh sáng tác sẽ được phát hành vào tháng 1 này. Và đây là khúc đầu tiên của Quỳnh sáng tác, thì hy vọng rằng khi phát hành thì mọi người sẽ ủng hộ bài hát này nhá. Mọi người nghe nhá. Lại gần anh đi người ơi, để anh cảm nhận được vòng tay em. Nguyện yêu em suốt cuộc đời này, yêu em yêu mãi không rời. Hey. Tình mình sẽ không nhạt phai, vì một trong ai sẽ không ai sai. Luôn cho nhau những tiếng cười và luôn bên nhau mỗi khi buồn. Đấy thì ok, hy vọng rằng khi phát hành bài hát này mọi người sẽ ủng hộ Quỳnh nhá. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Xin chào mọi người. Thì bây giờ Quỳnh sẽ bật mí cho mọi người một đoạn demo một ca khúc mà Quỳnh sáng tác sẽ được phát hành vào tháng 1 này. Và đây là khúc đầu tiên của Quỳnh sáng tác, thì hy vọng rằng khi phát hành thì mọi người sẽ ủng hộ bài hát này nhá. Mọi người nghe nhá. Lại gần anh đi người ơi, để anh cảm nhận được vòng tay em. Nguyện yêu em suốt cuộc đời này, yêu em yêu mãi không rời. Hey. Tình mình sẽ không nhạt phai, vì một trong ai sẽ không ai sai. Luôn cho nhau những tiếng cười và luôn bên nhau mỗi khi buồn. Đấy thì ok, hy vọng rằng khi phát hành bài hát này mọi người sẽ ủng hộ Quỳnh nhá. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.